Galaxy Note 9 hàng nhái xuất hiện, HTC tham gia đường đua smartphone gaming, Nokia X5 cuối cùng đã ra mắt trang web mới quảng bá du lịch Việt Nam. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Mình là Kiều Diễm và đây là bản tin 2 News ngày 19 tháng 7. Như thường lệ, như các bạn biết thì mỗi lần mà trên thị trường smartphone chúng ta ra mắt những sản phẩm mới như là iPhone hay là các chiếc flagship thì sau đó vài tuần, các nhà sản xuất sẽ gia công và làm bằng cái hàng nhái càng giống càng tốt để có thể là tung ra thị trường và bán với mức giá là rẻ gấp 3 đến gấp 4. Và ngày hôm nay thì đã có một điều đặc biệt xuất hiện là hàng thật chưa ra nhưng mà hàng nhái được trên tay rồi, và không ai khác nữa chính là chiếc Galaxy Note 9. Trong những năm gần đây, các công ty chuyên sao chép sản phẩm thậm chí còn ra mắt các smartphone hàng nhái sớm hơn cả hàng thật. Vì vậy thì không còn gì ngạc nhiên khi mà Galaxy Note 9 hàng nhái đã lộ ảnh thực tế trên tay người dùng. Hình ảnh Galaxy Note 9 hàng nhái có 3 màu sắc khác nhau, đó là đen, xanh dương và vàng. Mặt trước với giao diện người dùng cũng được sao chép rất thuyết phục. Hình nền giống với lại Galaxy Note 8, tuy nhiên thì viền cạnh hai bên có vẻ cong nhẹ, trong khi viền cạnh trên và dưới khá dày, thậm chí còn dày hơn cả trên Note 8. Ngoài ra thì cụm camera kép ở phía sau có vẻ như được làm vội vàng, không có sự tinh tế. Có vẻ như thị trường smartphone khi mà ra càng nhiều thì các hãng sản xuất lại muốn tìm được một thị trường mới. Và thị trường mới đang nhen nhóm và đã có rất nhiều người muốn tung ra những cái sản phẩm mới dành cho thị trường này, đó chính là chiếc smartphone chuyên gaming. Chúng ta đã có như là Xiaomi Red Shark, là sự kết hợp giữa nhà Xiaomi và Red Shark, hay là chiếc ROG Phone đến từ Asus, Nubia Red Magic và Razer Phone. Và ngày hôm nay thì một đối thủ khác cũng muốn chen chân vào chặng đua này, và đó chính là HTC. Theo trend, HTC dự kiến sẽ tung ra nhiều smartphone hơn trong quý 3 và quý 4 năm nay, từ phân khúc tầm trung cho đến cao cấp. Trong đó có cả smartphone chuyên game sẽ hỗ trợ tốt như thiết bị thực tế ảo HTC Vive. Bên cạnh đó, HTC cũng sẽ xem xét hợp tác vào các hãng sản xuất game di động. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông Chen cho biết HTC chỉ mới bắt đầu thảo luận một số công ty game và chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Vậy không biết là các bạn tại độc giả Thế Giới Di Động thì có ai đang hóng chiếc smartphone chuyên gaming đến từ nhà HTC hay không? Hãy comment dưới video này cho mọi người biết nhé. Sau nhiều lần hủy kèo khi mà trước thềm ra mắt vài giờ, HD Global bỗng dưng lại dừng đột ngột cái việc mà trình làng chiếc Nokia X5. Và ngày hôm nay thì HD Global cuối cùng cũng đã ra mắt chiếc smartphone này tại thị trường Trung Quốc. Nokia X5 sẽ có màn hình 5,86 inch, tỷ lệ 19:9 với độ phân giải là HD+, dùng chiếc MediaTek Helio B60 kết hợp với đồ họa Mali G72 và tùy chọn RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB hoặc RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, hỗ trợ SIM kép và microSD. Camera kép sau của Nokia X5 có độ phân giải lần lượt là 13MP và 5MP cùng các tính năng AI. Ống kính khẩu độ F2.0, viên pin dung lượng 3060mAh, được cài đặt sẵn Android 8.1 Oreo khi bán ra và sẽ được nâng cấp lên Android B trong tương lai. Và chiếc Nokia X5 sẽ được bán ra chính thức vào ngày hôm nay, tức là ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại một số trang web thương mại điện tử cũng như là trên trang web chính thức của Nokia. Và em này sẽ có 3 màu sắc là đen, trắng và xanh dương, và mức giá chúng ta sẽ dao động là từ 3.400.000 đồng đến 4.800.000 đồng. Và đến bản tin cuối cùng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chút xíu về nước nhà. Như các bạn biết thì Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái danh lam thắng cảnh. Thực sự là Diễm rất muốn đi hết những cái nơi đẹp đó nhưng mà vẫn chưa đủ tiền. Và ngày hôm nay thì theo Tổng cục Du lịch thì họ đã vừa khai trương, họ cho ra mắt một chiếc website có tên là www.vietnam.travel để có thể là đưa những tin chính xác về những nơi là du lịch cũng như là những cái địa điểm thú vị dành cho các khách Việt Nam, thậm chí là có phiên bản tiếng Anh dành cho các khách quốc tế khi mà họ đến tham quan tại Việt Nam. Website cung cấp những thông tin mang tính thực tiễn cao, bao gồm thông tin về các điểm đến, quy trình xin cấp thị thực về các lễ hội, sự kiện lớn tại Việt Nam để giúp các khách quốc tế lên kế hoạch du lịch. Ngoài ra thì website cũng dẫn đến kênh mạng xã hội như là Facebook hoặc Instagram chính thức của du lịch Việt Nam để khách quốc tế chủ động tương tác và chia sẻ trải nghiệm từ chính chuyến đi của họ. Điều đặc biệt là các video 360 độ trên website này được thực hiện tại các danh thắng di sản UNESCO và thông tin giới thiệu hơn 18 điểm đến du lịch nổi bật trải dài cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên website cung cấp cẩm nang du lịch download hoàn toàn miễn phí dành cho khách quốc tế mới đến Việt Nam. Và nếu các bạn này vẫn chưa biết được cái trang web này thì các bạn hãy là hãy gõ vào trang web này để xem là Việt Nam chúng ta có gì nhé. Thực sự khi mà bản thân Diễm mà vào để xem á, cái giao diện nó rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Và những cái hình ảnh nó làm mình cảm thấy là mình phải muốn là xách ba lô lên và đi ngay thôi. Và cũng mong qua cái website này thì cái hình ảnh của Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn và mọi người khách, đặc biệt là khách nước ngoài, sẽ đến với nước ta du lịch nhiều hơn.
Và trên đây cũng là tất cả những tin hay news mà Diễm muốn gửi đến các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ cho Thế Giới Di Động. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hãy cùng Thế Giới Di Động đón mùa tụ trường với hàng ngàn laptop và tablet giảm giá cực sốc, nhiều khuyến mãi hấp dẫn và trúng 150 suất học bổng lên đến 1,2 tỷ đồng. Các sĩ tử và tân sinh viên hãy nhập ngay số báo danh tại website thegioidiđộng.com, điệnmáyxanh.com và trườnganh.vn để nhận thêm ưu đãi lên đến 20% nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội giảm giá laptop tablet lớn nhất trong năm nha. Back to school thôi.